Các quý cô dì thân mến, bây giờ mình đang đứng ở chợ xã Bằng Lang. Đây cổng chợ xã Bằng Lang đây. Xin mời quý vị cùng mình đi vi vu chợ Bằng Lang đi nhé. Đây là hàng bán thịt lợn, là thịt trâu. Xin chào nhé. Hả? À, bán chè à? Chè bao nhiêu một cân đấy? Có lời 100 tiếng, lời 120. À, thế à? Tiền cao đàng hoàng đấy. Tí để cho mình cân nhé. Chở đi. Ô cá. Hôm nay 23 rồi nhỉ. Hơi muộn đấy nhỉ. Cái này cá chép à? Bao nhiêu một con đấy cháu? Bao nhiêu đấy? 15.000 ba con bé. Nhưng mà bây giờ hơi muộn nhỉ, được biết thế này. 23 nhưng mà 12 giờ thì người ta không ấy nữa, không được tốt nữa. Buổi sáng này thì đi về thả ngay nhá. Cái này người ta quy định từ 12 giờ. Đẹp đấy, giờ đẹp. Chưa không được tốt lắm, được. Ôi dồi ôi, đây nó gọi nhộng gì? Cái này là nó nhộng cỏ là nhộng gì ấy bác? Nhộng cỏ. Thế à, nhộng cỏ. Nhộng cỏ. Ôi dồi, hơi hiếm ở đây, nhộng cỏ. Túi này hơn 100 nhỉ? 250 cả. Ồ. Thế đặc sản mà nhỉ. Nghề thuốc gì đó em? Mua thuốc à? Ôi dồi, cô bán rau. Cùng một coi nữa. Ôi dồi, đồng chí. Hôm nay bán được không? Được gì, hôm nay đông lắm. Hôm nay chợ đầu cuối năm quý vị ạ. Chợ rất là đông, quý vị xem này. Chợ quê mình ấy. Đi mái mà. Không mà cứ ngồi đấy nè. Bà con nhớ là đông đấy nhá. Đây là hàng bán ốp điện thoại. Bán được không? Khai được không? Đấy rồi. Đây bạn Văn Hương. Rồi tí cho quay nhá. Đi vi vu tí nhá. Căng ca là đi chợ à? Căng ca. Chợ hôm nay đông lắm. Đây chợ cuối năm, bên này hàng à, quần áo. Làm đâu. 5.000 thôi, lấy hàng đống tiền 5.000 đợi. Anh trai ơi, vi vu tí nha. Vâng. Chợ hay quá, chợ cuối năm có vị ạ. Cái gì cũng có. Ở không. Ôi, xin chào bác. Khỏe chứ bác? Xin chào YouTube đi. Ôi hôm nay bán hết gì nhỉ? Bán hết rồi. Ôi đây là thịt lợn làng ấy. Cuối năm nay bán này tốt lắm rồi. May mắn nhá. May mắn nhá. Xin chào em nhé. Đây thịt lợn làng này các vị ơi. Thịt lợn làng đây.
toàn ăn rau cỏ với lại là chuối băm, đúng không? Hay, hay mà. Đi quay ở đâu? Bên này là chè, chè tết các quý vị ạ. Cái này là cái gì nhỉ? Cái này là lá đắng. À, lá đắng. Xin đi vui tí nhá. Cho vui nhá. Khỏe chứ? À, tết này khỏe chứ? Vâng, là này. Bên này là hàng. Đấy, bưởi này. Tên là nó gì cả cái gì nhỉ? Các cụ cổ đó. Đấy, đây lại gặp bà bán thuốc. Bán được không này bà? Được à? Được, vâng. Bên cạnh chợ này có cái nhà sàn quý vị ạ. Đẹp lắm. Đây là hàng giày dép. Vâng, hàng giày dép. Bán được không chị? Tết này bán được nhỉ? Vâng, bán cho vui. Đủ các loại hàng. Chè bánh kẹo. Xin chào nhé. Vui vẻ nhé. Vâng, lâu lâu đi một lần. Phải hư là. Phải hư là đi chợ ấy. Đây là cơm phở Huấn Ngân. Quán phở quý vị. Xin chào nhá. Vâng. Ngon miệng nhá, tí tí. Tí mình vi vu xong mình qua cho mình vào. Vâng. Cái hay hư xương này rai bầu. Không nhau à, để chợ mua được cái gì nhiều không? Rồi bên này hàng bánh kẹo. Bán rồi bác. Vâng, đi vi vu tí cho nó vui. Tí qua vào lấy đi. Yeah. Bên này hàng cá quý vị. Cái này cá nhà mình nuôi nhỉ. Khai hương đi. À, bán hương. Để các bà này được công nhận. Là hàng đây nó gọi là hàng địa phương ấy. Bán được không chị? Được. Cái gì đây? Ông định đi quay cái gì đây? Vivu Vivu. Cho này 27. Cho này 27. Quay Vivu. À Vivu. Vivu tí cho nó vui ha. Ui giời. Mua nhiều thế? À một cái. À Tết này phải mua nhỉ. Ui. Đây. Bắt tổng mình đấy. Xin. Hả? Vì mua trời. Một con cá là đi chợ à? Vâng, có mua được nhiều không? Mua nhiều cái này thôi. À.
Con đi chợ á? Rộng lắm cái chợ Bằng Lang mình ấy. Cái gì? Mà lấy thêm gì đâu, mà lấy này không? Mà nước chè không? Chè ngon lắm. Đây là hàng bánh kẹo. Nhiều hàng lắm nhỉ? Chợ Tết mà. Cuối năm. Đây là hàng lưới. Đấy, dẫn các bạn đi đi vu. Đây 100 lít. Ai ai. Quay YouTube khám phá, à? Vâng. Khám phá chợ chợ quê của mình. Ôi giời, đi chợ mua được cái gì nhiều không? Ở thôn nào ấy? Được rồi, khỏe chứ? Tết này khỏe nhá. À, chú bác mạnh khỏe nhá. Vâng. Vâng, chúc mừng năm mới. Phát tài, phát lộc nhá. Ông đi chợ. Tết này về với ông nhá. Vâng. Quay chợ phiên. Bên nhà hàng quần áo quý vị ạ, rất đông khách. Phải hứa là á, đi chợ à chị? Ờ, đây hả? À, ảnh bộ nhi là thầy nào. Căng ca là đi chợ à? Khỏe chứ? Khỏe chứ. Ờ, vâng vâng. Gái này bán hộ bố à? Đi bán hàng hộ bố à? À, ngoan quá. Đây hàng váy người Mông, hàng quý quốc sẻ này, dao, đồ hàng sắt. Tết này bán chạy không? Ôi dồi ôi, xem chụp cho xem nào. Ôi dồi, có cái mũ đẹp quá. Đấy, cô bán hàng người Mông, quần áo, giày dép người Mông. Úi dù, xem nào. Ô, mua bộ này đẹp quá nhỉ, quần áo này. Bộ này thì bao nhiêu? Bộ này bao nhiêu? À. Mấy trăm một bộ này? Mấy trăm? Thử à? À, mấy trăm? À, 400 ấy, một bộ ấy. À. Chắc là các chị thử xong mới lấy. Đây là hàng của dân tộc Tày. Chuyên bán hàng dân tộc này. Hả? Vâng, cái này là cái khăn này. Đây là khăn này là cái khăn quấn Mông. Cái này cái gì? Cái điệu. À, cái điệu con trẻ ấy. Đấy. Đây quần áo. Áo lót, áo tày, đủ các kiểu. Đồ tày. Đồ khăn. Tày. Phục vụ dân tộc. No. Phục vụ dân tộc ấy. Ờ, nhưng mà đăng ký hay là có biển chưa?
Xin chào bác nhá. Vâng. Rồi đại ca này mua gì đấy? Đại ca. À thế à? Đấy. Tết là phải sắm quần áo cho con trẻ. Mua được cái gì chưa? Hả? Xin chào nhá. Xin chào. Hôm nay chợ cuối mà, đúng không? Hôm nay 23 rồi. Cái bò này bao tiền đây? Cảnh chợ quê, chợ Tết quý vị ạ. Rất nhiều hàng, nhiều khách. Ôi, đại ca. Xin chào nhá. Vâng. Mua chiếu chưa? Đó, tí đã nhá. Vâng, vâng, đi vi vu tí. Xin chào đây. Đại ca nào? Hôm nào lên nhá. Ăn sáng chưa? Không ăn nữa. Ăn lắm. Ăn lắm quan thân nữa. Vâng, vâng. Chiếu này là chiếu ấy, chiếu giải nhé. Đang quay video ra đây. Video. Chưa có chồng hay là có ghế này. Chỉ có ông này đấy. Rồi rồi. Đây đây đây. Đây đây, với nhau. Này cùng nhau về xem hai gian hàng này này. Ôi dồi. Gian hàng này. Mời bà con hàng mông nhỉ. Đấy cái này váy người mông gì cháu nhỉ? Cháu ở đâu tới? Cái chiếu chỉ có 40. Bắc Hà cái chiếu. Mời bà con cô bác đến. Cái này con của cháu à? Bắt đĩa nhôm nhựa. Bao nhiêu tuổi lấy vợ lấy chồng? 16 tuổi á. Mời bà con cô bác đến mua các loại nhé. Chiếu đại hạ giá chỉ có 45.000 một cái chiếu, chỉ có 45.000 một cái chiếu. Mời bà con cô bác đến đây mua à, từ đâu tới đấy các chị? Bắt đĩa nhôm nhựa đại hạ giá. Xin vi vu tí nhá. Mời chào hàng tí. Ừ, mời bà nhiều con hàng lắm. Cô bác đến mua các loại chiếu đại hạ giá thì hàng chỉ có 45.000 một cái chiếu, chỉ có 45.000 một váy cái áo người mông. Mời nhỉ? Bà con cô bác đến mua các loại bát đĩa nhôm nhựa đại hạ giá. Mời bà con cô bác đến mua các loại chiếu đại hạ giá chỉ có 45.000 một cái chiếu, chỉ có 45.000 một cái chiếu. Mời bà con mua chưa? Mua chiếu chưa? Bát đĩa nhôm nhựa đại hạ giá. Bên này hàng bát đĩa nhỉ? Mời bà con cô bác bát đến mua các loại chiếu đại hạ giá chỉ có 45.000 một cái chiếu, chỉ có 45.000 một cái chiếu. Nồi siêu tốc. Mời bà con cô bác đến mua. Nhiều hàng lắm quý vị ạ. Đấy. Mời quý vị hãy thực chân mình. Khám phá chợ quê của mình đấy các bạn. Bây giờ mình chưa rồi. Đấy, mình đi được hết các gian. Đi được một số thôi. Đấy, đi được. Bây giờ thì thời lượng sắp hết rồi. Xin hẹn các quý vị trải nghiệm chợ sau quý vị nhé. Chắc là còn một chợ nữa 30 không biết là có mở không, chưa thấy thông báo quý vị ạ. Giờ thì tôi xin dừng video đỗ ở đây. Xin chúc quý vị một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng.